Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Thành Hữu nha. Thì hôm nay em Hữu sẽ hướng dẫn các bác làm một cái chiếc bếp đốt nhớt thải công nghiệp đó, nửa xanh lét luôn. Và cái loại này là hướng dẫn các bác làm cái loại xịn, tuyển chọn vật liệu để đốt thông ngày thông đêm các bác nhé. Không phải là cái loại có thể dùng vài hôm là hỏng các bạn. Chúng ta tuyển chọn vật liệu, chúng ta sẽ chọn những cái loại thép đúc, hoặc nếu không có thép đúc thì chúng ta phải chọn những loại thép tốt thật là dày các bạn nhé. Độ dày của nó béo nhất không phải tầm độ 7 ly trở lên các bạn, chứ dưới khoảng này thì chúng ta đốt thông ngày thông đêm không thể đốt được. Thứ hai là đây, chúng ta đang xem các bác nhá, ống nhớt nhá. Ống nhớt của chúng ta phải làm bằng ống thép. Ống thép 21 nhưng phải là ống thép chịu nhiệt các bác nhá. Đấy. Lý do làm sao phải làm to như này, bởi vì là nhớt của chúng ta, cái nhớt thải, nhớt cặn nó rất là nhiều cặn, sau khi đốt thì nó sẽ hóa cặn, nó đóng vào đây. Nếu mà nhỏ là chúng ta nó sẽ tắc luôn. Đấy, các bác để ý, ống nhớt em làm rất to, và đầu cái ống nhớt này là có một cái ống nhỏ là ống inox chúng ta lối vào để chúng ta cắm dây cho nó dễ. Còn quan trọng nhất là cái ống chính của chúng ta là phải to như này thì nó không tắc. Còn cái đây, đây các bác nhìn cái nõi của nó, cái thành nõi này là của nó là dày 7 ly các bác nhá, bằng thép đúc nhập khẩu Liên Xô luôn các bác. Nếu mà không có loại tốt như của em thì các bác có thể dùng một cái loại thép đúc thật dày cũng được. À đâu, bằng thép cán nhưng mà thật dày à, thì là nó cũng tốt nên là bao nhiêu. Đây là em đang khoét cái vỏ sau khi chúng ta làm cái nõi xong. Cái bếp này là bếp hai nõi các bác nhá, hai lớp ấy. Các bác nhìn rõ ràng là nó sẽ có hai lớp, một lớp ở bên trong là lớp nòng đốt, còn lớp bên ngoài là lớp bảo vệ các bác. Và ở giữa hai cái lớp này là nó có một lớp gọi là bông thủy tinh, gọi là cách nhiệt giảm nóng các bạn. Đấy, thì trường hợp như này thì chúng ta có chạm tay vào thì độ bỏng của chúng ta nó không có. Nó chỉ nóng nóng nhưng chúng ta vẫn kịp rụt tay lại các bác nhé. Còn nếu mà một lớp thì chạm vào một phát là quan là chín thịt luôn các bạn, không cần lưỡng. Đấy. Ở trong cái nõi kia thì em hướng dẫn các bác làm nhiều rồi, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết cách làm cái vỏ làm sao cho nó đẹp các bác nhé. Cái vỏ bên ngoài này cũng rất là dày luôn. Ở đây này em đang đo cái đấy này, đang vẽ cái để chúng ta nắp nó vào làm sao cho nó, chúng ta khoét ra bao nhiêu chúng ta lại nắp vào từng đấy để cho nó đẹp. Sau khi xong chúng ta mài, chúng ta đánh bóng đi cho nó đẹp các bác nhá. Khi nào về đến nơi nhìn nó vẫn xịn xòa giống như mới ấy. Đây là chúng ta đang khoét cái lỗ này, đó chính là khoét lỗ ống gió. Ống gió của cái bếp này nó rất là to bác nhá. Nó làm bằng ống thép phi 60, loại thép chịu nhiệt của Liên Xô, và độ dày cũng là 4 ly cơ. Thế nên cái bếp này em hướng dẫn các bác là bếp này là bếp đốt công nghiệp. Bếp đốt công nghiệp thì nó có thời gian đốt từ 8 cho đến 12 tiếng trở lên các bạn, không bao giờ dưới 8 đến 12 tiếng. Vậy nên để làm những cái chiếc bếp đốt công nghiệp như này thì nó khắt khe hơn những chiếc bếp dân dụng của chúng ta rất là nhiều. Bếp dân dụng chỉ nấu tầm độ 1 đến 2 3 tiếng là cùng thôi, nhưng bếp công nghiệp mà nó nấu tầm 8 đến 12 tiếng nếu mà chúng ta không làm chuẩn chỉ và không làm nó gọi là ngon lành cành đào thì đảm bảo với bác đun tầm độ 2 tháng, có khi chưa đầy 2 tháng, tầm 1 tuần là vứt đi một cái bếp các bác nhá. Đấy. Nhưng mà với cách làm và tuyển chọn vật liệu nó ok thì chúng ta có thể đốt thoải mái trong vòng vài năm trở lên các bác nhá. Đấy, rất là hay. Thế nên là cái việc mà chúng ta tuyển chọn vật liệu chịu nhiệt này, độ dày của sắt thép là nó cực kỳ là quan trọng các bạn. Đấy là cái điểm then chốt nhất quyết định cái bếp của chúng ta nó có tồn tại được trong cái môi trường mà lửa nó cao hay không. Lý do tại sao là bởi vì là cái nhớt này sau khi được nạp oxy vào nó cháy rất mạnh các bạn. Nó cháy tầm độ 800 đến 1000 độ. Nếu mà cái loại sắt thép thông thường thì nó sẽ mục ra. Đấy, các bác thấy chưa? Sau khi ấy xong thì chúng ta sẽ nắp cái vỏ này vào. Này, các bác để ý xem cái chỗ khoét đường ống nhớt này. Đây, đường ống gió nó nằm ở mé bên dưới này đây các bác nhá. Đấy, chúng ta khoét xong thì chúng ta sẽ nắp cái vỏ này vào như thế này. Xong là chúng ta tiến hành, chúng ta hàn cái mặt bên trên này. Các bác xem rất là nhiều những cái loại bếp nhớt rồi, nhưng mà các bác chưa thấy được những cái loại bếp nhớt nào mà nó dày, mà nó chắc chắn giống như cái bếp hỏa tốc bên em Hữu làm vậy. Đấy, xong rồi chúng ta cho vào đây nhá. Chúng ta dùng búa chúng ta gõ lại các bạn. Đấy, chúng ta gõ lại như này. Xong rồi chúng ta hàn vào. Chúng ta hàn xong rồi chúng ta sẽ đánh bóng nó đi, đánh những cái mối hàn, mối xỉ đi các bác nhá. Đấy, như này là gần như là xong. Còn một đoạn đến dưới cuối này, chấm vào đây. Mọi người chấm vào đây cho em này nhá. Đấy, xong rồi vào đây. Đấy, chấm vào đây. Chỗ còn lại đây, như này là chúng ta lấy ra bao nhiêu là chúng ta ghép lại nó như cũ. Đến lúc tí hình thù của nó sẽ giống như cũ mọi người nhá. Đấy, cái này như này gọi là chân liền thân, nguyên khối cơ.
với cái hình dáng như này thì độ chịu tải của nó cao hơn, độ chịu tải của nó rơi vào tầm 1 tấn các bác nhá, không giống như những cái loại bếp thông thường. Đấy, các bác để ý xem cái ống gió của em nó dày không, cái ống nõi này của nó làm dày kinh khủng luôn đấy các bác, dày này mới chịu được, chứ còn nếu không dày này thì em nói các bác nhá, đốt tầm vài hôm sau vứt luôn. Bếp này nó đốt kinh khủng như vậy. Sau khi ấy xong thì chúng ta sẽ nhồi bông, mà nhồi bông này, nhồi bông này nên nó sẽ giúp cho các hạn chế được cái giảm nóng các bác nhé, nó giảm nóng đi rất là nhiều ấy, chứ nó không phải là nó không có tác dụng đâu. Thế nên là nếu mà mấy cái thằng không biết gì ấy, nó bảo các bác là không có tác dụng với lại độc hại, vì thật sự câu là nó rốt nát cũng chẳng muốn tranh cãi với chúng nó làm gì ạ. Bởi vì lý do tại sao sau khi hàn như này là sau là mình sẽ hàn kín vào, chứ nó không còn chỗ nào hở hết các bác nhé. Ấy xong là hàn kín hết xung quanh này vào thì cái bông nó sẽ nằm yên ở bên trong này các bạn, nó không có di chuyển đi đâu cả, nó cũng không có bay ra bên ngoài hay là sao, mà giống như kiểu cái thằng mấy cái thằng nó hay nói các bác là nhồi cái này xong nó bay ra bên ngoài, ra là thằng ấy nó không có hiểu biết cái gì nữa thì nó cứ nói lên thiên nữa. Bác nào những cái bác nào không biết thì bác cứ tin là thật, còn những người ta hiểu biết thì người ta luôn luôn người ta chọn lên những cái sản phẩm tốt, đúng là người có tiền người ta thông minh các bạn. Không ai người có tiền mà người ta dốt cả đâu. Bốn dĩ người có tiền, người ta thông minh, người ta mới có nhiều tiền đó. Và người ta luôn luôn chọn những cái sản phẩm tốt để người ta mua, người ta sử dụng cho nó bền bỉ. Là lúc đấy là em Hiếu đã hướng dẫn các bác cả cái cách thức để làm đây rồi. Thì ngay bây giờ đây em Hiếu sẽ hướng dẫn các bác cái cách thức để sử dụng luôn. Thì cái như cái chiếc bếp này đây, hai chiếc bếp nó có tên là bếp hỏa tốc các bác nhé. Đường kính ở bên trong này, đây đường kính ở bên ngoài này là 30 cm, và đường kính ở bên trong này là 22 cm các nhé. Và cái thép nó nằm ở bên trong lòng này là thép đúc nhập khẩu và dày đến tận 7 ly cơ. Cái bếp này của nó cực to luôn. Đấy, rất là nặng các bác ạ. Ui giời. Đấy, các bác có thể lại gần đây các bác xem này. Cái chiếc bếp này phải nói là nó quá là khủng khiếp các bác. Cái thép ở bên trong này là thép đúc nhập khẩu dày 7 ly này. Thép đúc là như thế nào? Nó chính là ở bên cái vành này của nó là nó liền các bác nhá. Nó không có vết hàn thì được gọi là thép đúc, và độ dày thì của nó là dày 7 ly. Thép phải thép nhập khẩu Liên Xô. Và bên ngoài này đấy nó còn một cái hai lớp đó. Lớp bên này của nó là nhét bông thủy tinh vào đây. Cái bếp này nó nặng chừng độ tầm 15 16 cân nữa nhá. Cái loại này thì trọng tải của nó rơi vào tầm độ 1 tấn các bác. Vì nó là dạng chân liền thân. Đây các bác. Đúc nguyên khối đó nhá. Đấy là chân liền thân, nó không phải là cái loại mà chân hàng đâu, mỏng mạnh nữa. Cái loại này gọi chung là quốc là loại gọi là siêu khủng nữa nhá. Và cái trọng tải của nó thực sự có nó quá lớn cơ. Riêng cái tầm cỡ như mình ấy, này không xí nhê thì trọng tải của nó rơi vào tầm 500 kg tới 1 tấn cơ nhá. Đấy. Còn cách thức sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Nó có đường này, đây, nó có hai đường này. Một cái đường này là đường quạt gió các bác nhé. Còn cái đường này có là đường nối dây nhớt này đây. Giống như thế này em đã nối sẵn ở đây, các bác xem đây này. Đấy, đây. Và nhà các bác nối này thôi. Cái đầu này thì các bác nối vào cái can. Còn cái van này van điều chỉnh nhớt. Còn cái đường này là đường gió vào các bác nhé. Đường ống to này này. Rất là đơn giản. Đấy, các bác bẻ này. Rồi bác lắp vào đây. Đây có cái quạt riêng, cái loại bếp hỏa tốc của nó dùng cái quạt này thôi nhá. Quạt này là quạt ly tâm siêu tốc, quạt nhập khẩu của bên nước ngoài về. Đấy, quạt nhập khẩu bên nước ngoài thôi. Đấy các bác thấy cánh của nó đây, cái hệ thống cánh của nó khác nhá. Không phải mấy cái quạt mà các bác mua ở chợ đâu. Đây. Quạt này của nó này, quạt này nó toàn tính Tây tính Tàu á, không phải tính Việt đâu. Đấy. Các nút vào đây đi em, đơn giản thế này thôi. Rất nhanh các bác nhá. Ok. Cái dây này thì là khi nào chúng ta đun lâu thì chúng ta sẽ nối dây nhớt và chúng ta để bên trên và nó tự động nó chảy xuống thôi nhá. Còn bây giờ chúng ta đun ít thì chúng ta chỉ ấy thôi, phải quạt cắm đây thôi. Ok, đấy. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách thức mồi nữa nhá. Đó, các bác có thể quan sát đây. Cái này nó chạy được nhớt thải ô tô xe máy quá. Nhớt thải ô tô xe máy rồi dầu ăn thải rồi dầu diesel rồi dầu thủy lực, tất cả mọi thứ dầu thủy lực chạy cực kỳ ngon luôn. Đây còn các bác lấy cái giấy này cho em nha. Đây. Đấy à. Giấy này là giấy vệ sinh, lấy giấy vệ sinh mồi cho nó nhanh các bác nhé. Đó, các bác ở đây, các bác đổ cái dầu bên trên. Đừng để nó rớt ra bên ngoài, rớt ra bên ngoài tí nữa nó khói. Rồi. Sau khi bác cho này thì đầu tiên nữa bác là phải ấn cái giấy này xuống. Đây các bác lại gần đây các bác xem đi. Đây.
phải ấn cái giấy này xuống bác nhá, ấn đúng như này này để cho nó ngấm dầu các bác, xong tí nữa các bác cứ bắt đầu các bác đốt, nó phải các bác thao tác cho em nó đúng như này thì các bác làm một phát thì nó mới hay được. Còn nếu mà các bác thao tác nó không đúng ấy thì đương nhiên là nó sẽ gây cho các bác là thứ nhất là nó bị đốt, nó bị lâu. Các bác để cho nó cháy một tí lên các bác nhé, xong bắt đầu các bác mới ra các bác bật quạt cơ. Đấy, ok chưa? Em Hữu sẽ quay gần gần đấy để cho các bác xem cho nó rõ bác nhé. Ok, bây giờ xong rồi bật quạt nhé. Đấy, các bác nghe tiếng vù không? Bắt đầu dần dần nó sẽ cháy các bác nhé. Nó cái bếp dầu nó cần thời gian mồi từ 1 cho đến 3 phút đầu tiên các bác nhé. Sau khi là nó cháy rồi thì lửa nó sẽ xanh. Các bác để ý cho em chưa, lửa nó bắt đầu nó dần dần nó chuyển sang màu xanh thì các bác nhé. Đấy, khi nào nó cháy hết cái giấy, cái lửa đầu tiên là nó cháy vào cái giấy thì nó sẽ ra màu đỏ. Nhưng một tí sau bắt đầu nó nóng bếp lên rồi bắt đầu là nó sẽ ra màu xanh cơ. Giờ thì tại sao em sẽ lý giải cho bác xem là cái nguyên lý của nó ở đây. Nguyên lý ở đây là chính là cái giấy này nó thấm dầu và nó tạo thành một cái bấc và bắt đầu nó cháy. Cái giấy này nó cháy thì nó sẽ tạo ra nhiệt độ và nhiệt độ nó làm cho cái dầu nó nóng lên, nó sôi lên. Nó sôi lên thì nó hóa thành khí và bắt đầu nó đã được đốt ở bên trong này các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa, lửa nó bắt đầu dần chuyển sang màu xanh rồi đấy à. Lửa nó bắt đầu nó chuyển sang màu xanh nữa. Riêng cái sản phẩm này các bác thoải mái, các bác đốt trong nhà các bác nhá, yên tâm, không bao giờ sinh ra khói và không bao giờ sinh ra mùi hết cơ. Nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Cái bếp dầu này là một vài phút ban đầu nhá, trong tầm 3-5 phút ban đầu nó sẽ cháy rất nhỏ, nhưng càng cháy càng to và càng cháy nó càng nóng các bác nhá. Đấy, các bác nhìn quạt chưa? Đây, quạt này. Đấy, bếp này rất xanh các bác nhá, xanh ngắt luôn. Đây là bây giờ em sẽ đặt cái này lên. Bây giờ em sẽ đặt cái nồi lên. Đây. Ok cho các bác nhá. Ok. Bây giờ em sẽ đặt cái nồi nước này lên để em đun thử. Nồi nước này rất là to các bác nhá. Và các bác cùng theo dõi em Hữu xem. Cháy rất xanh luôn các bạn. Cháy cực kỳ xanh luôn. Ok các bác nhá, bây giờ em Hữu đã tắt điện đi rồi đó. Các bác phải tắt điện đi thì các bác mới thấy được cái công lực của nó thực sự nó quá mạnh các bác nhá. Chiếc nồi này, bếp này là bếp có đường kính, bếp có tên là bếp hỏa tốc cơ. Nó đúng như những cái gì mà tên gọi của nó luôn các bác nhá. Bếp lửa cháy rất xanh. Rất xanh và mạnh luôn cơ. Đấy, các bác thấy chưa? Cháy kinh rồi nào. Đấy, bếp này cháy nó bị chất chưa? Lửa quán quạt tay nồi luôn các bác nhá. Ở này có bếp ga công nghiệp thì gì ơi nó quá đỉnh luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Những chiếc bếp này nó có tên là bếp hỏa tốc các bác nhá. Đường kính bên ngoài là 30, đường kính lòng đốt bên trong là 22, chuyên để đốt những cái nồi tầm độ 80 đến 100 lít, 200-300 lít nước trở lên các bác nhá. Đấy là nó phục vụ cho những cái bác là đun là loại lớn và cần nói thời gian là đun nhanh. Bếp này nó là thứ nhất là đun rất là mạnh các bạn, thứ hai là độ chịu tải rất là lớn. Nó phù hợp cho các những cái bác nào mà đun công nghiệp và đun những cái nồi lớn, đun càng nhanh càng tốt thì là nó rất là phù hợp cho những cái loại này.